Hello, xin chào các bạn. Đúng như đã hứa thì hôm nay mình live stream để hướng dẫn cho mọi người về cái cách mà mình phòng chống các bệnh vào mùa đông. Thì mình lấy cái chủ đề của ngày hôm nay là không sợ tắm, mùa đông không sợ tắm. Thế thì mình đợi vài phút để cho mọi người lên đông đủ nhé. Đã có 7 người xem rồi, đông thế. Xin chào Hoàng Thơm nhá. Xin chào chị Ca Lê. Xin chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã thả tim nhiều quá. Xin chào Xuân Việt. Xin chào anh Xuân Việt ạ. Xin chào anh Phùng Thanh Bình. Bắt đầu đi em. Anh ơi bình tĩnh nhá, đợi đông đủ mọi người lên rồi mình sẽ bắt đầu anh nhá. Cảm ơn mọi người đã xem cái thông báo của mình và đã chờ đến giờ để mình phát trực tiếp. Em gõ vài cái vòng và cái câu chú thích để cho mọi người xem video trực tiếp, mọi người có thể biết được nội dung mình đang phát cái gì nhá. Các anh chị có nghe rõ không? Mọi người có nghe rõ không ạ? Thì cả ngày hôm nay thì mình đang đi dạy cả ngày, từ cả hai hôm thứ bảy và chủ nhật, rồi tối lại đi thăm và chữa cho một người ở trong viện. Hôm vừa về ăn cơm xong thế vào muộn vài phút. Vâng, chào Nguyễn Văn Diễn, chào anh Hoàng Đông Hải. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Chào Suy. Vâng, chào Tịnh Huyền. Chào Nguyễn Tiến Đạt. Xin chào tất cả mọi người nhé. Có khi là mình phải quay cái điện thoại về đằng trước này để cho dễ nhìn. Mình đang xem ở trên máy tính nhưng mà như nó không rõ lắm. Để mình quay từ đằng trước về để cho mọi người nhìn cho rõ và mình nhìn mọi người được rõ. Tiếng hơi nhỏ. Đây rồi. Có chức năng quay ra phía trước đây rồi. Rồi được rồi. Rồi, 46 người. Chào anh Xuân Việt, Diện Trần Bắc Giang xin chào. Chào anh nhé. Rồi, bây giờ thì mọi người nghe rõ chưa? Chào anh Lê Trừng. Xin chào tất cả mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem thông báo và đã chờ đến giờ mình phát sóng. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Phan Hương, nghe rõ rồi em. Chào Yên Vũ nhé. Chiều nay cũng có một chị Hương đến lớp chị Phan Hương ạ. Chị cũng chia sẻ về chữa hạ huyết áp cũng rất là tốt. Hình như là những người tên Hương đều học diện chẩn và làm diện chẩn rất tốt thì phải chị Hương. Vừa nãy là mình sử dụng một cái máy tính nữa nhưng mà trên máy tính nó không rõ bằng trên điện thoại. Vâng, chào cô Lê Thị Kim Nhị nhé. Rất là vui khi mà cô xem video trực tiếp này và mong rằng diện chẩn của Hòa Bình sẽ phát triển lớn mạnh ạ. Nghe nói là cô là ở trên Hòa Bình là bây giờ hàng ngày vẫn chữa cho mấy chục bệnh nhân đúng không ạ? Cả chỗ Thu nữa. Thì chúc cô Nhị và Thu ở trên Hòa Bình phát triển dần dần và phổ biến được tới mọi người nhé. Chào bà ngoại Nam Ngô ạ. Chào cô Nguyễn Cẩm Tú ạ. Vâng. Vâng, chào Cẩm Tú. Xin chào tất cả mọi người ạ. Thì mình đợi mọi người đến đông đủ, sau đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người, mọi người sẽ cùng làm nhé. 58 người rồi, rất là nhanh. Đúng không ạ? Mọi người vẫn nghe rõ chưa ạ? Chào Lan Anh nhé. Chào Hasika. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người.
Cho mình vào máy tính một chút để mình share sang các trang nhé. Chào chị Thanh Huyền. Chào chị Thanh Huyền, chào Kim Duyên, chào Thu Thủy nhé. Chào Lan Anh Nguyễn. Cảm ơn cô Doãn Huyền ạ. Thầy càng ngày càng trẻ ra. Cảm ơn cô. Nghe câu khen của cô chắc là trẻ ra thêm được mấy tuổi. Chào Lan Anh Nguyễn. Vâng, chào chị Thanh Huyền. Chào Hasaki. Chào Quân Nháy. Chào ông bạn Quân Nháy. Ông Quân em khỏe chứ? Vâng, chào anh Quý. Anh Quý ơi, anh khỏe không? Khi nào vào Sài Gòn em sẽ vào thăm anh nhé. Chào Thanh Phạm, chào chị Hương Phan Thị Lan. Vâng, chào anh Thêm Nguyễn. Xin chào tất cả mọi người. Chị Hương ơi, chương trình hôm nay của chúng ta là mùa đông không sợ tắm. Chị Hương ạ, thì cái chủ đề nó cũng khá là hay. Tại vì bây giờ thì chưa vào mùa đông thôi, nhưng mà đến lúc mùa đông về ấy chị Hương, mà khi mà cái nhiệt độ nó xuống tầm 10-11 độ ấy, thì người ta rất sợ tắm. Thì cái chủ đề này lấy để nó vui thôi, nhưng mà ý nói rằng gì, khi mùa đông ấy, những cái bệnh do lạnh nó gây ra ấy, là rất là nhiều. Và mùa đông ấy, khi rất nhiều người là cũng sợ tắm đấy, tại vì cái hàn nó nhập vào người và nó gây ra những cái chứng bệnh về mùa đông, ví dụ như là lạnh chân này, lạnh tay này, đấy, rồi khiến cho con người ta mất ngủ này, đấy, rồi bị viêm xoang này, rồi mỏi cổ vai gáy này, vân vân, và giống như viêm phổi này, viêm họng này, vân vân và vân vân. Vâng, chào Thảo Jory. Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay cái chủ đề của chúng ta là về các bệnh về mùa đông đấy. Thì mọi người nếu mà có câu hỏi gì thì mình sẽ cùng comment ở đây, sau đó mình sẽ cùng trao đổi. Và mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách mà khắc phục bằng diện trần, một cái phương pháp mà y học bổ sung mà không dùng thuốc, do thầy Bùi Quốc Châu phát minh năm 1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, chào Hải Hoàng. Chào Thảo Do Di nhá. Chào bạn. Chào Nguyên Hương. Vâng, chào chị Hương. Tại vì cái chủ đề này cũng rất nhiều người cần mà diện trần thì trị các bệnh về mùa đông rất là tốt chị Hương. Thì như mọi người đã biết rồi, diện trần là do thầy Châu phát minh ra năm 1980 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Và diện trần là một cái phương pháp mà không sử dụng đến thuốc, hoàn toàn là sử dụng những cái dụng cụ do thầy Châu và các con thầy chế ra, để mình có cái sự tác động để lưu thông khí huyết, đồng thời là làm ấm cơ thể để kích hoạt cái khả năng tự chữa bệnh của cơ thể. Thì diện trần hôm nay mình có nói ở trên lớp học ấy, diện trần đã chạm một cái tay vào khai thác cái bộ não của con người. Tại vì cái bộ não của con người cho đến giờ khoa học vẫn chưa thể nào mà khám phá hết được, thì diện trần đã chạm được một tay vào đó rồi. Và cái diện trần nó thú vị ở một điều là nó cực kỳ đơn giản, mà nó lại rất dễ sử dụng cho tất cả mọi người. Mà không những nó đơn giản, nó lại còn an toàn. Mà không những an toàn mà nó lại còn cực kỳ hiệu quả. Ba yếu tố này, đơn giản, an toàn, hiệu quả, nó cộng vào thì nó giúp cho diện trần trở thành một cái phương pháp cực kỳ phổ biến trong những năm trở lại gần đây. Và nó ngày càng được nhiều người biết tới tại vì cái tính ưu việt của nó. Thế thì trước đây khi mà mình bắt đầu đi học diện trần vào những năm 2009 ý, thì hầu hết là các bác lớn tuổi đi học. Bây giờ thì trong lớp học của mình thì các bạn trẻ rất là nhiều rồi. Vâng, chào chị Hà Điều nhé, chào Lê Thu Hường. Thế thì sắp tới trong cái video này thì mình sẽ trình bày hướng dẫn mọi người cái cách mà điều trị viêm xoang này, chữa lạnh chân này, chữa lạnh tay này, rồi giúp cho mọi người, hướng dẫn mọi người là có những người mà rất là sợ tắm vào mùa đông, tại vì không phải là sợ về tắm mà, hoặc là người ta không muốn tắm đâu. Tại vì khi tắm xong rồi ấy, ra ngoài ấy, thì người ta sẽ bị sổ mũi này, sẽ bị viêm xoang này, rồi người ta sẽ lạnh chân, lạnh tay, rồi người ta sẽ bị ho luôn này. Có những người đã nói với mình ấy, là gì, sau khi mà sinh xong ấy, thì cả năm trời là bao giờ cũng phải đi tất, mà khi bỏ tất ra khỏi chân ấy, là sẽ bị ho ngay và rất là sợ tắm, tại vì cứ tắm vào lại là bắt đầu sổ mũi, là bắt đầu rét run. Đấy. Rồi, chào bạn Thảo Jory. Bạn có hỏi rằng ấy, là thầy chia sẻ phương pháp dị ứng thời tiết nha, mùa này người bị bệnh thường hay bị hắt hơi, sổ mũi. Ok, Hồng Nguyễn, em bé nhà em 3 tuổi hay bị cảm ạ. Rồi, chào chị Nga Phạm, chào Ngọc Giáp nhé.
Bây giờ mình sẽ vào cái chủ đề chính. Vâng, chào chị Lê Nhung. Mình sẽ vào cái chủ đề của ngày hôm nay và mình sẽ hướng dẫn từng phần. Mọi người cứ xem, sau đó mình sẽ cùng trao đổi nhé. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn mọi người về cái cách mà mình chữa viêm xoang mọi người nhé. Thế thì nói đến viêm xoang ấy, nói đến viêm xoang thì theo như Tây thì viêm xoang là cái phương pháp mà nó là một cái bệnh mà rất là khó điều trị các bạn ạ. Thế thì xoang là gì? Xoang là những cái hốc xương ở trên mặt và trên đầu mình. Xương chủ yếu nó tập trung ở cái vùng này. Đó, chủ yếu vùng này. Đó, rồi. Và cái xoang nó ở trên này nữa. Và nó ở trên này. Xoang sàn trán, xoang hàm, xoang bướm, vân vân. Thì mình chỉ biết là cả tập trung cả một cái vùng này. Thế thì cái xoang nó gây ra là gì? Ở những cái hốc xương này này, hốc xương rỗng này thì nó sẽ bị viêm và nó sẽ đọng mủ ở những cái vùng này. Ứ đọng mủ vùng này. Và khi bị xoang bị nặng ấy thì người bệnh nhân cảm giác là đau cả vùng đầu, có người đau hết vùng vùng gáy này. Thì không biết các bạn ở đây có ai bị viêm xoang không? Xin điểm danh xem nào. Ai viêm xoang cho một dấu chấm nào. Đúng rồi. Bạn 5 phân. Chào thầy, em bị xoang mãn tính khó chịu lắm. Đúng rồi. Cái mủ nó đọng ở cái vùng xoang gây cho mình là hay bị đau đầu. Đúng nào. Rồi suốt ngày bị sổ xịt ở mũi này. Đúng nào. Cứ khi nào mà thay đổi thời tiết hoặc là buổi sáng mai ra dậy là bị viêm xoang ngay. Và nhất là khi mà mình ở Hà Nội này, cái môi trường thời tiết ấy, nó bị ô nhiễm, bị khói bụi vân vân thì lại càng bị xoang. Đấy. Nhiều bạn đánh dấu chấm quá. Thì khi Việt Nam mình ở cái khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa này, càng là cơ hội để cho viêm xoang nó phát triển. Thế bây giờ cái cách chữa viêm xoang như nào? Thế thì Tây y thì người ta có cách là hút dịch, rồi người ta nếu mà xoang mũi này thì người ta sẽ rửa mũi. Ở các cái vùng khác thì người ta hút dịch. Tuy nhiên thì cái hút dịch xong rồi thì nó lại bị, và họ chủ yếu là dùng kháng sinh thôi, chủ yếu kháng sinh. Đấy, chủ yếu kháng sinh. Thế thì diện chẩn mình trị như nào? Diện chẩn mình thì không phải là hút dịch, mà diện chẩn mình chủ yếu là dùng để lưu thông khí huyết để mình có thể là tác động được tận gốc. Như mấy hôm vừa rồi mình chữa cho mấy người đấy, thì có bạn đang rất là nhức, nhất là nhức cái vùng đầu này và đau nhức cái vùng này. Thế mình chỉ có làm vài phút thôi là bạn cơn đau nó qua rất là nhanh. Thế thì bây giờ cái cách thức của mình như nào? Thì diện chẩn đấy các bạn ạ, diện chẩn là mình không không dùng thuốc, mà mình hạn chế dùng thuốc đến mức tối đa. Đấy. À, chào bạn Kim Duyên. Bạn có nói rằng em nhờ phương pháp diện chẩn mà em hết rồi đó thầy. À, cảm ơn bạn đã tin dùng phương pháp diện chẩn và chúc mừng bạn đã hết viêm xoang rồi. Tí nữa nhờ bạn chia sẻ thêm với mọi người cái cách chữa viêm xoang của bạn nhé. À, Quyên Phạm Kim, thầy ơi, viêm xoang trong buổi sáng phải uống 2 viên Paradol 500 mg. Đúng rồi, nếu mà viêm xoang mà mình không khắc phục được thì chỉ đành uống thuốc. Khi mà mủ nó nhiều quá, dịch nó nhiều quá không chịu được là phải đi hút dịch. Hút dịch thì mấy hôm sau nó lại bị. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn mà cách mà trị viêm xoang bằng diện chẩn này. Bằng diện chẩn mà mình hạn chế dùng thuốc đến mức tối đa. Thế thì mình cứ làm các phương pháp này đi. Thì diện chẩn là một phương pháp rất là nổi tiếng khi mà chữa viêm xoang này. Thế thì mình sẽ phải chuẩn bị những cái dụng cụ gì? Thì mình lấy dụng cụ ra để các bạn xem luôn này. Đấy, các bạn đợi mình chuẩn bị dụng cụ nhá. Để chia sẻ vào trong câu lạc bộ cho mọi người xem, cả trên câu lạc bộ, trên trang diện chẩn Việt nữa, fanpage với cả group nữa. Thế thì mình chuẩn bị này, đầu tiên này các bạn này, với cái gói ngải cứu này. Gói ngải cứu này các bạn này, ngải cứu này các bạn có thể tìm mua ở các hiệu thuốc. Đấy. Hoặc là các bạn có thể vào trang dụng cụ diện chẩn.vn để đặt mua trang cái gói này. Thì cái gói này nó cũng rẻ thôi, nó có 35.000 mà 10 điếu thì các bạn dùng thoải mái, không 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 lo là nó nhanh hết đâu, cứ dùng thoải mái. Cái thứ hai các bạn này, cái thứ hai là một lọ cao xoa cúp vàng như thế này. Lọ cao này thì bên trong nó có cao, nó cũng giống như là cao sao vàng ấy, hoặc là cao bạch hổ ấy. Tuy nhiên thì cái này nó nhẹ hơn các bạn ạ. Cao cúp vàng nó cũng chỉ 35.000 một hộp thôi mà mình dùng thoải mái. Cái thứ ba nữa này các bạn này, thứ ba là một cái dụng cụ diện chẩn là cây cào này. Cây cào này. Đấy, cây cào. Đấy, cây cào này. Cái thứ tư nữa là gì? Thứ tư các bạn có một cái ống hơi như thế này. Một cái ống hơi như này. Đấy.
Tức là mình có bốn cái dụng cụ thôi thì nó cũng đơn giản thôi. Thực ra diện chẩn thì nó có rất là nhiều dụng cụ. Bốn cái dụng cụ này mình sẽ sử dụng trong cái bài chữa viêm viêm xoang này. Đấy. Và thêm một cái dụng cụ nữa nếu mà dành cho những bạn mà hay bị đau đầu ấy là cái dụng cụ này. Dụng cụ này, cây cây cào này. Cào này. Và thực ra là mình không muốn phức tạp nhưng mà nó có thêm dụng cụ nữa này thì các bạn càng tốt để cho các bạn đánh dấu vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Đấy, bằng dụng cụ này. Thế thì đầu tiên này mình hướng dẫn các bạn làm này. Thì cái đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, bước thứ nhất là đánh 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Thì đánh 6 vùng này nó không phải là trị luôn và viêm xoang đâu mà nó tăng cường sức đề kháng của cơ thể, nó làm ấm người lên. Thì khi cơ thể mình đã ấm lên rồi ấy, thì nó không những trị viêm xoang mà nó còn chữa cả cảm cúm này, chữa các bệnh về mùa đông này, chữa sốt virus vân vân. Là mình có thể dùng cái cây sao chổi này mình đánh 6 vùng. Thì cái đánh 6 vùng các bạn này, bước thứ nhất này, mình sẽ gạch này. Vùng thứ nhất là vùng đầu mắt này này. Đấy. Gạch vùng đầu mắt này. Đấy, khoảng 30 đến 50 cái. Thì cái 6 vùng phản chiếu này, cái sức mạnh lớn nhất của nó và mục đích lớn nhất của nó là làm tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đấy. Khi cơ thể của mình có sức đề kháng mạnh rồi ấy, thì nó sẽ không bị dị ứng nữa. Đấy. Không bị dị ứng nữa và nó có đủ gọi là sức đề kháng đối với cái thời tiết nó thay đổi đấy. Mỗi một vị trí thì các bạn đánh khoảng 30 đến 50 tiếng đếm nhé. Đây là vị trí thứ hai trên sống mũi. Vị trí thứ ba là vùng hai bên cánh mũi này. Các bạn cũng đánh như vậy khoảng 50 tiếng đếm. Ở đây mình demo nhanh để cho các bạn thấy. Đây, vùng thứ ba này. Ở đây mình chỉ gạch khoảng vài tiếng đếm thôi. Còn các bạn tự đánh cho mình thì các bạn hãy đánh đến khoảng 50 tiếng đếm nhé. Đây là vùng số 3 này. Vùng thứ tư này. Vùng thứ tư. Đấy, vùng thứ tư. Các bạn đánh ở hai bên cái đường pháp lệnh như này. Đấy, hai bên đường pháp lệnh nha. Mỗi một bên đường các bạn cũng đánh độ khoảng 30 đến 50 tiếng đếm. Cả lên cả xuống đều được. Vùng thứ 5 này. À, các bạn đánh hai bên ụ cằm này. Đấy, các bạn đánh hai bên ụ cằm. Vùng thứ 6 các bạn vòng quanh tai như thế này. Vòng quanh tai. Đấy. Thì khi các bạn đánh xong cái 6 vùng này ấy, thì nó sẽ làm ấm người và các bạn sẽ không sợ mùa đông về nữa và nó đồng thời tăng sức đề kháng để phòng chống lại các bệnh của mùa đông. Thì ở đây có bạn Thành Lương này, cảm ơn em đã đặt câu hỏi. Thầy ơi, em đánh 6 vùng cho bố em, giờ bố em bị nhiệt lưỡi, liệu có phải do em đánh 6 vùng không ạ? Giờ bị nhiệt lưỡi thì làm sao? Thì khi mình đọc cái câu hỏi của bạn Thành Lương, chắc chắn là nhiều bạn đang xem video này sẽ có câu trả lời đúng không nào? Ai có câu trả lời ạ? À, tại sao mà đánh 6 vùng mà ba bạn ấy lại bị nhiệt lưỡi nào? À, câu trả lời dễ thôi Thành Lương ơi. Khi em đánh cái 6 vùng này, nó có tác dụng làm ấm người để chống lại các bệnh của mùa đông, thì đồng thời nó cũng làm nhiệt người. Khi mà ba em là vốn dĩ là người đã nóng rồi, bây giờ em đánh ấy, thì nó sẽ làm nóng người rất là nhanh. Thế thì em sẽ bớt đi, ví dụ một ngày em đang làm 3 lần ấy, 3 lần thì em có thể bớt đến em đánh một lần thôi. À đúng rồi, bạn Lan Nguyễn dương quá, đánh một lần thôi em ạ. Hoặc là ba em là người dương ấy, thì em đánh cái đầu ba chia này này, đầu ba này gọi là đầu âm. Em ạ, đánh đầu âm. Đối với những người mà hay bị nhiệt ý, thì mình sẽ dùng đầu âm này mình đánh. Còn đối với những người mà bị hàn ý, bị lạnh ý, thì mình sẽ dùng cái đầu 1 này. Đối với người bình thường ý, mình có thể kết hợp cả hai đầu với nhau. Đấy, cả hai đầu này với nhau này. À, rồi, như vậy là mình vừa hướng dẫn xong đánh 6 vùng. Nếu mà để chữa bệnh thì các bạn đánh ngày 3 lần. Và để phòng bệnh tăng cường sức đề kháng mỗi ngày các bạn làm 1 lần. Thì trong cái phác đồ chữa xoang ý, bước thứ nhất các bạn sẽ dùng cây sao chổi này đánh 6 vùng như mà mình vừa hướng dẫn xong. Bước thứ hai này. Bước thứ hai mình sẽ sử dụng hai cái dụng cụ này. Thứ nhất là cao xoa này. Thì các bạn kiểm tra xem cái người bệnh nhân đau ở cái vùng nào, bị xoang ở vùng nào. Muốn chắc ăn nhất thì đi kiểm tra tại viện. Hoặc là cách thứ hai là gì? Nếu người ta cứ kêu nhức cái vùng nào ấy và sau đó người ta kêu đau đầu. Các bạn phải chú ý xem, rất nhiều người đau đầu ấy mà không tìm rõ nguyên nhân. À, cứ nghĩ là mình chỉ đơn thuần là bị đau đầu thôi. Thì phải để ý xem là người ta có nhức tại những cái vùng xung quanh mũi này, xung quanh giữa hai đầu cung mày này, nhức ở vùng này và nhức vùng này không. Đấy, muốn chắc ăn nhất thì phải đi kiểm tra tại viện. Nếu người ta nhức những vùng đấy thì mà bị đau đầu ấy, hãy nghĩ đến xoang. Hoặc có những người bị sổ mũi liên tục, thay đổi thời tiết và bị sổ mũi kéo dài mà không dứt thì cẩn thận, cái này nó bị xoang mũi rồi. Xoang ở vùng mũi này nó sẽ gây chảy nước mũi liên tục và sụt sùi liên tục. Đấy, thì các bạn phải để ý vùng đấy. Thế thì bước thứ nhất mình sẽ chấm tay này. Một ít dầu cao này. Đấy. Mình sẽ bôi vào những cái vùng xoang này. Bôi vào những cái vùng xoang, bôi vào những cái vùng người ta đang nhức.
Đấy, các bạn thấm một ít cao bôi vào những vùng người ta đang nhức này. Đấy. Ví dụ người ta bị nhức cái vùng này, bị nhức cái vùng này thì mình sẽ bôi vùng này. Nếu mà người ta bị đau vùng này, mình sẽ bôi vùng này hoặc là sẽ bôi lên vùng này. Tức là bị xoang vùng nào, nhức vùng nào mình sẽ bôi lên vùng đó. Sau đó các bạn dùng cây cào này. Các bạn cào như này. Các bạn cào như này độ khoảng 50 tiếng đếm. À, cào như này 50 tiếng đếm, cào nhẹ nhàng thôi. Đặt vuông góc cây cào này lên mặt da. Đấy. Cào rất là nhẹ nhàng, khoảng 50 tiếng đếm tại một vùng. Di chuyển hết vùng này xong sang cái vùng lân cận. Đấy. Hết cái vùng bên này rồi, các bạn cào sang vùng bên này. Đấy. Cào sang vùng bên này. Đấy. Nếu xoang ở trên này, người ta nhức vùng trên này thì cào vùng này. Khoảng 50 tiếng đếm. Đó. Cứ bị nhức ở vùng nào, xoang vùng nào thì các bạn cào vùng đấy. Cào như này. Và các bạn có thể làm như này ngày 3 lần hoặc là lúc nào nhức thì các bạn cào tại vùng này. Đấy. Cào tại cái vùng đang bị xoang. Hoặc sang vùng này, cào vùng này. Nếu không chắc chắn thì cào hết cả cái vùng này. Vùng này, vùng này. Cào thêm cả vùng này, cào thêm cả vùng này nữa. Đó. Nếu xoang một vùng người ta gọi là đơn xoang, còn xoang tất cả nhiều vùng, hai vùng trở lên người ta gọi là đa xoang. Thì các bạn cào hết vùng đấy độ khoảng mỗi một vị trí này khoảng 50 tiếng đếm, khoảng độ khoảng 50 giây đấy, 50 giây. Đấy. Sau khi cào xong rồi ấy thì các bạn bôi cao xong rồi cả cái vùng này nó nóng lên này, cả vùng này nó nóng lên. Và cái cào này có tác dụng là gì? Tác dụng là lưu thông khí huyết. Tại sao mà viêm xoang mà cái thuốc tây nó lại khó chữa? Tại vì các bạn nên biết rằng cái xoang ấy là những cái vùng hốc xương, mà các hốc xương này cái mạch máu nó đến rất là ít. Dẫn đến là khi mình uống thuốc vào thì nó thấm vào máu và nó đưa tới các vùng xoang ấy, nó trị rất là khó. Thế là uống chất kháng sinh vào ấy, thì nó cũng khó trị lắm, chỉ có hút dịch thôi. Trong khi đó cái động tác cào này của mình là gì và bôi cao là gì? Nó làm tuần hoàn huyết tại những cái vùng này. Nói một cách nôm na là gì? Nó bị bế tắc. Nó bị bế tắc thì nó càng khó lưu thông và nó càng gây nhức đầu. Thì mình cào này làm lưu thông và nó làm dịch. Cái dịch và cái mủ ấy nó sẽ rơi xuống, nó sẽ rơi xuống, sẽ lưu thông xuống, nó sẽ trôi hết xuống họng. Đấy, trôi hết xuống họng. Và nó khiến cho cái vùng xoang này thông thoáng thì các bạn sẽ không bị nhức đầu nữa. Đó. Thảo cho gì? Mình đau đầu, không đau đầu, không nhức sống mũi và chán, nhưng mùa này hay bị hắt hơi sổ mũi vào buổi sáng, vậy có phải xoang cấp độ nặng nhẹ? À, cái này thì bạn phải kiểm tra, nếu mà chưa phải đau đầu thì cũng chưa phải là viêm xoang nặng quá đâu bạn ạ. Hắt hơi sổ mũi vào buổi sáng thì chỉ có thể là do cái này là do dị ứng thời tiết mà thôi. Xoang là nó phải có mủ ở những vùng này và nó nhức vùng này, nặng là nó sẽ gây ra đau đầu nhá. Còn của bạn thì có thể chỉ là do dị ứng thời tiết mà thôi. Bạn Hồng Nguyễn hỏi rằng em mua cây sao chổi bị giả, có chữ diện chẩn Vinamassa, không có chữ Bùi Cốt Châu đằng sau, em có nên dùng không thầy? Bạn Hồng Nguyễn ơi, thì những cái dụng cụ diện chẩn chuẩn ấy, của thầy Bùi Cốt Châu ấy, thì nó phải có chữ diện chẩn điều khiển liệu pháp Bùi Cốt Châu và có số điện thoại của thầy Châu như thế này. Còn em mua những cái hàng đấy thì em vẫn dùng được thôi, không sao cả. Chẳng qua là nó không đúng chất liệu và nó không được xịn như hàng thật, thế thôi. Hàng nhái mà, hàng nhái thì vẫn dùng được, mỗi tội là nó không xịn như hàng thật, thế thôi. Xoang hàm thì cào vùng nào thầy ơi? Thảo cho đi. Ok Thanh bạn nha. Ok. Em cào khắp cả cái vùng này em này. Không những em cào tại chỗ mà em cào khắp cả cái vùng này, khắp hết cả cái vùng xoang này nhá. Và cào cả vùng này để mình gì? Mình bị xoang một chỗ, mình không cào một chỗ đâu, mà mình cào khắp các vùng xoang để phòng chống nó xoang sang các vùng khác. Được chưa nào? Đấy là cách bước thứ hai là dùng cây cào cào các vùng xoang. Thì sau khi các bạn cào xong thì những cái vùng này này nó đã nóng đan lên rồi nhá, nóng đan lên rồi và nó đã lưu thông rồi. Bước thứ ba này. Bước thứ ba là các bạn dùng điếu ngải cứu này. Dùng điếu ngải cứu như thế này. Thì khi điếu ngải cứu mua về ấy, thì nó sẽ có một cái thanh, có một cái que như này. Đấy, que tre như này. Các bạn rút cái que tre này ra. Và các bạn ấy có một cái ống hơi như này rồi. Đấy, ống hơi như này. Thì các bạn rút cái que ở cái ống hơi ra, các bạn cắm vào cái đầu này. Sau đó các bạn dùng bật lửa này, các bạn bật này. Dùng bật nửa khò này, bật lên như này. À, dùng bật nửa khò bật lên như này. Thì cái bật nửa khò này lợi thế là gì? Nó sẽ làm đốt nóng cái điếu ngải này rất nhanh. Đấy, đốt điếu ngải này rất nhanh. Đấy, các bạn nhìn thấy hồng này. Sau đó các bạn nhét vào đây, nhét vào cái ống hơi này. Nhét vào ống hơi như thế này. Được chưa nào? Thì các bạn thấy ở đây nó có cái điếu ngải ở đây rồi. Điếu ngải ở đây rồi. Thấy chưa nào? Thì khi mình
nếu mà mình cầm cái điếu ngải mình tự hơ như này trên mặt ấy, nó rất là nguy hiểm. Đấy, rất nguy hiểm, nó dễ gây bỏng và mắt của mình nó rất gần, rất là nguy hiểm. Thế khi mà mình có cái ống hơ này rồi, nó rất là đỡ này, thì khi đó các bạn để cạnh vào cái xoang như này, cạnh cái vùng hai bên mũi này. Đấy, hơ, các bạn hơi di chuyển như này. Thì các bạn biết không, khi mình hơi như này ấy, thì đồng thời ấy, cái khói nó sẽ bốc lên đây, nó bốc ra ngoài. Và cái khói của cái điếu ngải này nó sẽ không bị bay vào mắt. Thỉnh thoảng thì các bạn cầm, các bạn đập xuống cái bát như này, thì cái tàn ấy, thì cái tàn nó sẽ rơi xuống cái bát. Và tiếp tục mình lại hơi như thế này, lại hơi như này. Đấy, di chuyển như này, di chuyển hơi xung quanh cái vùng xoang này, hoặc mình giữ yên như này cũng được, thì khói nó sẽ bốc lên trên cái chỗ này, nó không bị vào mắt. Đấy, hơi nóng cái vùng này lên. Đấy. Hơi nóng vùng này lên. Đấy, hơi nóng vùng này. Thì các bạn tùy Lê Phu ơi, bạn có thể tự chế được cái ống hơ, mà miễn sao làm sao nó có cái giống như đầu T này và nó có cái cữ như này. Thì hai bên này nó là một phân, phân bên này phân rưỡi, bên này một phân, thì các bạn hơi như này. Thì để một lúc, các bạn thấy không nào, cái bên trong này nó bắt đầu nó đỏ rồi này. Đấy, mình đặt như này nó nóng lên. Đấy. Hơ nó rất là nóng đấy. Đấy. Nó nóng lên như này. Đấy. Hơ hết bên này nóng không chịu được nữa, mình lại nhấc sang bên này. Đấy. Nóng không chịu được nữa, mình lại nhấc sang bên này. Đấy. Rồi lại nhấc sang bên này. Đấy, vùng này, sau đó nếu các bạn bị xoang ở vùng này, các bạn lại hơ vùng này. Đấy, hơ vùng này. Thì các bạn hơ trên này ấy, nó rất là thoải mái, dễ chịu. Haba Cao Thị Hằng, em được nhận được ống hơ ngải rồi, Hy thích lắm ạ. Đây, các bạn đặt này, nó rất là nóng đấy. Rất là nóng, mình hơi di chuyển đây. Đấy. Thì cái động tác hơ này nó sẽ làm lưu thông khí huyết tại cái vùng xoang này. Nó sẽ làm khô cái vùng này đi. Đấy. Thì có ý kiến cho rằng ấy, hơ tại các vùng xoang này nó sẽ làm khô mủ. Nhưng không phải. Cái động tác mình cao ở đây này, mình cào ở đây này, mình làm tan cái mủ ra, nó rơi ra rồi mình hơ này, nó sẽ làm chảy cái xoang ấy đi, nên các bạn không sợ bị khô mủ. Đấy. Hơ khắp vùng này rồi thì các bạn, nếu các bạn bị xoang ở vùng này, các bạn hơ trên này nữa này, tóm lại là nhức, đau nhức chỗ nào hơ tại cái vùng đó. Đấy. Hơ vùng này. Đấy. Các bạn mỗi một vị trí các bạn hơ từ 3 5 lần một ngày, các bạn hơ khoảng 3 đến 5 buổi như vậy. Đấy. Thì có người ấy, có người mà xoang mà gây ra đau đầu này, gây ra đau cái vùng gáy này, thì mình hướng dẫn các bạn thêm này, cái dụng cụ thứ năm này là cái cào này. Các bạn sẽ cào khắp vùng đầu này, đối với những người hay bị đau đầu, xoang gây đau đầu mà, cào khắp cái vùng này hết một vòng này, các bạn cào 10 vòng như này, cào hết hai vòng này, tiếp tục này, cào hết này 10 vòng như này, là nó lại sẽ làm giảm cơn đau đầu. Còn đối với những người mà xoang ấy mà nó gây ra cái vùng gáy này này, nó nhức gáy, thì các bạn dùng này. Các bạn biết sao nào? Buổi trước có một người đến bị đau gáy thì mình cũng lấy cái cao này, này. Mình xoa xoa khắp cái vùng gáy này. Đấy, xoa khắp vùng gáy này. Sau đó các bạn biết sao? Mình lấy cái cao này, lấy cào mình cào khắp cái vùng gáy này. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa nào? Cào khắp cái vùng gáy này. Đấy, cào khắp vùng này. Cào độ khoảng 1 phút như này. Cào khắp vùng gáy. Sau đó các bạn biết mình làm gì nữa không nào? Mình lấy cái ngải cứu này. Lấy ống ngải cứu này. Cái ngải cứu này mình sẽ hơ hơ khắp cái vùng này. Đấy, hơ khắp cái vùng này. Đấy. Hơ như này ở vùng gáy này độ khoảng 3 phút. Hơ khoảng 3 phút. Hơ nó rất là nóng đấy. Thì đúng hơ xong khoảng 3 phút khắp cái vùng gáy này xong thì cái cơn đau đầu không còn nữa. Nó sẽ rất nhanh, giải quyết rất nhanh. Mình đã bôi ít cao, mình đã cào vùng này đã dễ chịu rồi. Mà bây giờ mình lại hơ ống ngải cứu đằng sau nữa, thì cái đau ở đằng sau gáy lập tức hết ngay. Thì các bạn chỉ làm như này ngay một cái lần đầu tiên ý, thì hết đau đầu, hết đau gáy do xoang, và đồng thời nó làm lưu thông khí huyết ở vùng này. Một ngày làm 3 lần như vậy các bạn ạ, một ngày làm 3 buổi như vậy, và mỗi buổi các bạn thực hiện nó chỉ mất độ khoảng nửa tiếng thôi, thì trong vòng vài buổi đến 1 tuần thôi là cái xoang nó sẽ khỏi rất nhanh. Và có người hỏi là thế thì cái xoang này nó có khỏi được lâu không nếu mà chữa như vậy? Thì mình trả lời này, mình chữa trong khoảng 1 tuần là nó sẽ ổn. Còn nếu sau mà nó lại thay đổi thời tiết, nó lại do môi trường nó lại ô nhiễm, thì mình lại tiếp tục làm lại chữa cái vùng xoang này. Đấy, rồi mình lại chữa lại, mình nhắc lại 1-2 lần là nó lại hết.
và mình đã có diện chẩn rồi, mình biết các cách này rồi, nếu sau nó quay lại thì mình lại tiếp tục. Còn ai mà trả lời là chữa như này có dứt điểm được mấy chục năm hay không, hay sau này còn bị lại không, làm sao mà trả lời được, sau này vẫn cái môi trường đấy, vẫn cái môi ô nhiễm đấy thì nó sẽ vẫn cứ quay trở lại thôi. Mà quay trở lại thì mình đã có diện chẩn, đã có những dụng cụ này, mình lại chữa, không có gì là phải lo sợ cả, đúng nào? Đấy rồi, mọi người vẫn nghe rõ chưa ạ? Mọi người thấy sao? Có những ai đã chữa xoang thành công bằng diện chẩn rồi? Thì đối với những người biết diện chẩn ấy thì mình có thể thêm một vài cái bộ huyệt nữa, còn nếu không biết diện chẩn thì chỉ làm những cái dụng cụ này, những cái động tác này đã thành công rồi. Còn nếu mà những người đã biết biết xác định huyệt rồi, hoặc là những học viên của mình đã được học các bộ huyệt rồi, thì các bạn sẽ bấm thêm cái bộ tiêu viêm khử. Các bạn bấm thêm bộ tiêu viêm khử. Chỉ cần bấm thêm bộ tiêu viêm khử thôi là được rồi nhé. Vâng, chị anh Hoàng Thúy Triều, anh có thể bấm thêm bộ tiêu viêm khử để kết hợp với cả cái này để chữa viêm xoang nhanh hơn anh ạ. Tuy nhiên nếu đối với những người mà không biết bộ huyệt thì chỉ cần làm bằng này bước là được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người sang cái cách chữa lạnh chân. Cách chữa lạnh chân nhé. Thế ở trong ở đây thì có ai đang bị lạnh chân không? Các bạn có ai đang lạnh chân không nào? Chị Tô Lịch Nguyễn ơi, chị xem lại cái video phần đầu nhé. Em vừa hướng dẫn xong cái phần chữa viêm xoang rồi, bây giờ sang chữa lạnh chân. Hoàng Thúy Triều, em bị lạnh chân à? Rồi bây giờ mọi người xem cái cách chữa lạnh chân này. Thì cái về mùa đông ấy thì cái lạnh chân nó gây ra cái tình trạng là cũng rất là khó chịu cho người bệnh nhân ấy. Thì có người lạnh chân mà đến nỗi mà đến sáng mai ra sau một đêm chân vẫn cứ lạnh. Lạnh chân này nó dẫn đến là gì? Mất ngủ, nó sẽ cản trở giấc ngủ và rất là khó ngủ. Có người là gì? Lạnh chân dẫn đến là gì? Đau cả xương cốt này, đau cả xương, đau cả cốt. Có người thì cứ đến hàng tối là phải gì, làm một cái chậu nước gừng ấm rồi ngâm chân, bữa nào cũng thế, dẫn đến là cách lách cách. Mùa đông đã lạnh chân rồi thì lại phải đi đun nước rồi lại lách cách. Thế thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái cách chữa lạnh chân này mà không cần đến phải đun nước. Mà cái cách này á, nó rất là đơn giản, nó rất là đơn giản, mà mọi người cứ lên giường ngồi sau đó thực hiện cái động tác này là được. Thì cái động tác này mình đã hướng dẫn cho các bạn học viên ở trên lớp của mình rồi. Thì không biết mọi người đã về thực hành như thế nào rồi thì cũng báo cáo nhé. Thì mình cũng đã có rất nhiều người đã chữa thành công cái này rồi. Có cái cô mà sau khi sinh xong một năm trời mà vẫn cứ bị lạnh chân, bỏ tất ra cái là ho luôn. Đấy. Thế thì mình hướng dẫn cho cái cách chữa lạnh chân này. Thì lúc mới đầu cô bỏ tất ra thì cô bảo là em thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Đấy, thế thì mình bảo là cứ mạnh dạn bỏ ra. Thế thì cô bỏ ra được đến giờ được khoảng 2 năm rồi mà vẫn bình thường, không sao hết. Cô cũng chỉ làm cái động tác này trong vòng khoảng có 7 ngày mà thôi. Hương Nguyên, lạnh như băng luôn. Thế thì bây giờ mọi người xem nhé. Mình sẽ thực hành ngay trên chân mình. Mọi người thông cảm ngắm chân nhé. Ok. Rồi mọi người nhìn chân này. Hai bon ơi, ra ba mượn cái chân. Ban ra đây. Ngồi đây. Rồi. Rồi, được rồi. Đấy. Mọi người nhìn rõ không nào? Rồi, mọi người nhìn rõ không? Đây chân nhá, chân này, nhưng mà chân bon bé quá, chân bon bé quá. Và cảm ơn. Đây mọi người nhìn chân mình vậy, nhìn chân mình này, thấy không nào, thấy chân này, chân này, thì bây giờ này, chân lạnh nhá, các bạn kiếm cái lọ cao như này, được chưa nào, kiếm lọ cao như này, xong các bạn lấy cao ra, bằng lọ khoảng 1 đến 2 hạt ngô. 1 đến 2 hạt ngô này. Được chưa nào? 1 đến 2 hạt ngô. Sau đó các bạn làm gì các bạn biết không? Sau đó các bạn chà lên những cái vùng này. Các bạn đánh đều nó ra. Bôi đều nó ra cái cạnh trong của lòng bàn chân như thế này. Đánh đều nó ra như này. Đó. Thì khi mà mỗi lần làm đến cái bài cào bàn chân này
là mình xin được gửi lời cảm ơn đến thầy Tạ Minh. Thì cái cách chữa lạnh chân này là mình được thầy Tạ Minh truyền lại cho. Và nhờ cái bài này của thầy mà mình đã hướng dẫn được rất là nhiều người chữa lạnh chân thành công rồi, và rất là đơn giản. Đấy, các bạn lấy độ khoảng 2 hạt ngô cao như thế này. Sau các bạn bôi đều ra vùng này. Và các bạn lấy cái cây giò như này, các bạn đánh đều nó ra. Đánh đều nó ra. Được, Thu Phạm ơi, đang có bầu vẫn dùng được, đây là mình dùng dưới chân mà. Đấy. Sau khi đánh đều cao ra như thế này rồi, các bạn sẽ dùng cái cào này. Dùng cào này. Các bạn cào. À, cho sát vào để các bạn xem này. Các bạn sẽ cào này. Cào từ vùng gót chân này. Cào này. À, các bạn sẽ cào như này khoảng 50 tiếng đếm. Cào 50 tiếng đếm này. Chưa nào. Cào 50 tiếng đếm. À, ví dụ mình đã cào xong 50 tiếng đếm rồi, tiếp theo các bạn sẽ cào cái vùng này. Cào dứt khoát này. Chia chân thành 3 phần, cào đoạn giữa này. Đấy. Khoảng 50 tiếng đếm này. Đấy. Tiếp theo các bạn cào ở cái vùng tận đến cái ngón chân này. Đấy. Khoảng 50 tiếng đếm. Đấy. 50 tiếng đếm. À, Tô Lình Nguyễn, cao này là cao cúp vàng em ạ, cao cúp vàng. Đấy. Rồi, tiếp theo các bạn cào hết cái vùng ở đây rồi. Thì bây giờ chúng ta cào sang cái đường bên cạnh này. Cào sang đường bên cạnh này. Đấy, cũng khoảng 50 tiếng đếm này. 50 tiếng đếm. Hết vùng này rồi các bạn cào vào cái vùng này cũng 50 tiếng đếm này. Đấy, 50 tiếng đếm nhá. Đây mình ví dụ thôi nhá, cào nhanh nhá. Xong bắt đầu cào đến đây. 50 tiếng đếm. Như vậy là gì? Mình cào khắp cả một cái vùng này này, bôi cao, bôi đậm dầu cao, cào hết cả cái vùng này. Đấy, và cào từ gót chân lên đây. Sau khi cào khoảng 50 tiếng đếm tại một vùng rồi thì mình sẽ dùng tay này. Mình sẽ dùng tay này, mình sẽ xoa này. Mình sẽ xoa nóng như này. Đấy. Xoa nóng như này khoảng 200 cái. Xoa nóng này khoảng 200 cái. À, dầu cù là cũng được Thượng Hải ạ. À, theo chiều thì cào qua cào lại thôi Ngọc Trần ơi. Cứ dùng cái cào này cào qua cào lại như này. Cào tới cào lui không cần phải theo chiều gì đâu. À, cào lớn thì nó thưa quá chị Hương Nguyên ơi. Cào xong nhá, mình sẽ dùng tay mình xoa mạnh như này. Khoảng 200 cái. Thì các bạn biết không, khi mà chân mình lạnh ấy, hoặc là chân của trẻ nhỏ nó lạnh ấy, thì sao? Thì nó cũng gây ho. Thì cái làm ấm chân này đồng thời là gì? Nó cũng làm hết ho luôn. Các bạn biết không nào? Và theo như đông y là gì? Cái chỗ này có cái huyệt này, huyệt Dũng Tuyền này, thì người ta bôi dầu cao vào đây để người ta chữa ho. Thì mình đây là mình làm ấm cả cái vùng chân lên. Và theo điện trần cả cái vùng này là vùng phổi này. Thì khi mình làm ấm chân thì đồng thời là gì? Cũng hết ho và cũng làm ấm phổi luôn. Thì cái vùng này này, vùng này của diện trần này, nó là phản chiếu cột sống. Nếu mà chân lạnh ấy, dẫn đến cột sống cũng dễ bị đau lưng, dễ bị đau cột sống. Cái xoa này không những là gì, làm ấm chân, chữa mất ngủ, đúng nào, mà nó đồng thời nó còn làm ấm phổi và nó chữa hết ho và nó còn làm mạnh cột sống lên nữa, làm khỏe cột sống nữa. À, cái động tác xoa chân này của mình đây, Mai Nguyễn này. À, mình vừa cào dầu trừ thấp xong và mình xoa cái này là để chữa lạnh chân đấy. Đồng thời những người mà hay bị ho mà chân lạnh như này cũng sẽ bị ho này. Đấy, mình xoa cái vùng chân này hết độ khoảng 200 cái rồi. Thì mình tiếp tục mình làm sang chân này. Thì cũng tương tự như chân kia thôi. Mình vẫn là bôi đậm dầu cao. Bôi đậm dầu cao sau đó mình bôi đậm vào đây. Và mình cào. Và mình cũng xoa hệt như chân bên kia nhá. Thì các bạn làm cái động tác này. Thì các bạn làm cái động tác xoa chân này ấy, là vào các buổi tối, mỗi tối chỉ cần làm một lần như vậy thôi, và nó chỉ mất độ khoảng 10 phút cho cả hai chân. Sau khi xoa xong rồi khoảng 100 cái rồi mỗi chân, hoặc là 200 cái hoặc 300 cái mỗi chân. Có người thì cần đến 300 cái xoa thì chân nó mới ấm. Thì lúc này chân nó ấm là các bạn đi ngủ được rồi mà không cần phải ngâm chân. À, vâng, chị Tô Linh Nguyễn, trẻ con cũng làm thế này được chị ạ. Nếu mà trẻ con chân lạnh thì cũng làm thế này. Mà trẻ con mà nó bị ho ấy, mà chị mà sờ thấy chân nó lạnh ấy, thì chị cũng làm như này luôn, thì nó cũng hết ho luôn nhá. Hết ho luôn. Và ở dưới bàn chân mình có một cái chỗ này nữa chị này. Chỗ này này. Ở vị trí này để mình chữa ho cũng tốt. Mình nếu mà trẻ con chân lạnh mà ho ấy, chị cũng bôi một ít dầu cao vào ngón chân cái này. Bôi ít dầu cao vào đây thì nó cũng chữa ho rất là tốt.
Rồi, đấy là mình vừa hướng dẫn xong bài thứ nhất là chữa viêm xoang. Bài thứ hai là chữa lạnh chân. Mọi người có câu hỏi gì không? Mọi người vẫn nghe rõ chứ? Đấy là hai bài. Còn cái mình chia sẻ thêm một cái bài thứ ba là mùa đông không sợ tắm, chủ đề chính. Mọi người về mùa đông mọi người có sợ tắm không? Không ho chỉ chảy mũi thì sao hả thầy? Chảy mũi cũng như vậy. Yên Vũ ơi, chảy mũi thì em sẽ dùng cái ống ho, ống hơ này này, em sẽ hơ hai bên vùng mũi này, hơ như cách mà thầy vừa hướng dẫn chữa xoang vừa nãy, và hơ cả vùng này, hơ từ dưới lên trên, từ dưới lên trên, và hơ cả cái vùng bên này nữa, trước tai này, từ dưới lên trên như này, thì nó cũng làm hết chảy mũi luôn nhá. Hoàng Thùy Triều thì mang bầu hoàn toàn em có thể dùng diện trần được em ạ, không không sao hết. Còn bây giờ có bạn vừa hỏi là chữa lạnh tay như thế nào, ví dụ vừa rồi là lạnh chân, còn bây giờ lạnh tay, lạnh tay này, lạnh tay này. Thì em cũng dùng như này em này, em cũng lấy cao này, em bôi một ít cao, sau đó em bôi vào cái vùng này, bôi vào cái vùng này, bôi vùng này đấy. Sau đó em dùng cào này, em chia thành hai đoạn, em cào cái vùng này, cào cái vùng này, cào vùng này khoảng 50 đến 60 cái đấy, cào hết vùng này, sau đó em cào đến vùng này, cào đến vùng này đấy, cào vùng này, sau đó em biết sao, em cào cả sang bên này nữa, cào cả hai bên, hai bên. Sau đó em biết gì nữa không, em dùng tay này xoa, hai tay xoa vào nhau, sau khi cào bằng cao xong thì hai tay em xoa vào nhau như thế này, xoa như này độ khoảng vài chục cái đến trăm cái thì tay mình nó sẽ ấm luôn lên, sẽ ấm luôn. Thì mỗi một ngày em cũng chỉ cần làm một lần như vậy thôi và tay nó sẽ ấm hẳn lên, có thể tự làm được, mỗi ngày chỉ cần một lần thôi em ạ nhá. Rồi, lạnh hai cánh tay thì làm như thế nào hả thầy? Lạnh hai cánh tay cũng thú vị nhỉ, có chuyện lạnh hai cánh tay đấy à. Thế thì lạnh hai cánh tay cũng làm tương tự như này em ơi, nhưng mà hai cánh tay thì anh nghĩ là em dùng cái cào này thì hơi bị mất công đấy, thì em vẫn là bôi dầu cao vào cái vùng lạnh ấy. Sau đó thì ở diện chẩn thì có cái cây cào to này, thì em lấy cây cào to em cào. Đấy, cây cào to này, em tìm lại cây cào to. Hoặc là em có thể dùng cái con bọ lõm em đánh cũng được. Đấy. Cào to lên rồi. Đây. Em dùng cao này, em bôi lên cái vùng cánh tay bị lạnh ấy, sau đó em lấy cái cào to này em cào. Cào to như này. Đấy, dùng cào to cào hết cái vùng mà cánh tay em bị lạnh ấy, là được nhá. Rồi. Mình hôm nay mình tập trung vào trả lời cái các bệnh về mùa đông nữa nhá. Mùa đông đã. Vừa rồi là mình đã hướng dẫn chữa lạnh tay này, chữa lạnh chân này và chữa viêm xoang này. Còn tiếp theo mà cái câu hỏi vừa nãy mình đang trả lời là gì? Mùa đông mà không sợ tắm. Thế thì mùa đông mọi người có sợ tắm không? Bây giờ thì chưa, bây giờ thì mới bắt đầu vào đầu mùa đông thôi. Còn mấy hôm nữa mà bắt đầu 9 độ, 10 độ, 11 độ, 12 độ mọi người có sợ tắm không nào? Nếu ai sợ tắm thì cho một cái like này lên xem là mình xem có nhiều người sợ tắm không? Thực ra là có rất nhiều người sợ tắm, nhiều người sợ tắm nhưng mà không dám nói ra, đúng không nào? Bản thân mình thì cũng sợ tắm. Ví dụ mọi người có biết là tắm ấy là lúc lạnh nhất là lúc nào không? Ôi giời, nhiều like quá, chứng tỏ nhiều người sợ tắm giống như mình. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người, cứ nghĩ là ít người sợ tắm, không ngờ là nhiều người sợ tắm thế. Mình đây còn sợ tắm nữa là mọi người. Đúng không nào? Đúng rồi, đúng rồi. Có rất nhiều người sợ tắm. Thế thì không phải là sợ lúc tắm đâu. Lúc bắt đầu vào nhà tắm mà lúc bắt đầu phun nước là không sợ, không sợ đâu. Thì giống như sáng nay Bắc Kỳ Nam nói ấy, lúc Bắc Kỳ Nam nói ấy, là vào nhà tắm lúc đấy nước ấy, nó là 50 độ rồi. Thì đương nhiên phun nước ra thì lúc đấy ấm chả sao. Nhưng mà lúc sợ nhất ấy, lúc sợ nhất là lúc nào? Lúc sợ nhất là lúc bắt đầu mà mình ra khỏi nhà tắm,
và lúc bắt đầu mình mặc quần áo thì cái nhiệt độ trong nhà tắm nó đang ấm, đúng không nào, với nước nó đang 50 70 độ thì nó đang ấm, 50 60 độ 40 độ thì nó đang ấm. Tuy nhiên mình bước ra ngoài, không khí bên ngoài chỉ có 12 độ thôi, 12 độ thôi, thì lúc này là lúc lạnh nhất. À, sợ mà vẫn phải tắm đương nhiên rồi. Thì lúc này là lúc sợ nhất, và lúc này nhiều người này rét run cầm cập, rồi có người sẽ bắt đầu là nước mũi sẽ bắt đầu chảy, bắt đầu bị sổ mũi, bắt đầu bị nhức đầu, có người thì tắm xong là rét run là bắt đầu bị cảm lạnh từ lúc này. Thế thì lúc này nó đang rất lạnh như thế thì mình có cái biện pháp gì không? Nước ấm thì đương nhiên lúc mình tắm thôi nó ấm rồi, nhưng mà bây giờ ra ngoài ấy, mới gọi là bắt đầu là lạnh này, mình phải làm gì bây giờ? À thế thì ngay lúc đấy này các bạn này, có một cái thiết bị mà trong mỗi gia đình này là ai cũng có. Ngay lúc mình vừa mặc xong quần áo mình phi ra ngoài ấy, là sao? Mình lấy ngay cái máy xếp tóc. À, lấy ngay máy xếp tóc làm gì nào? Mình sẽ bật cái số nóng của nó lên. Sau đó mình sấy từ mõm cùng cụt. À, ví dụ đây là lưng này, mình sẽ sấy từ mõm cùng cụt. Sấy thẳng lên trên chân tóc như này. Sấy thẳng lên trên này. À đúng rồi, máy sấy tóc đấy. Sấy từ mõm cùng cụt dọc theo cột sống thẳng lên trên trên như này. Đấy. Sấy như vậy nhá. Sấy đến chỗ nào nóng quá không chịu được nữa lại di chuyển chậm chậm lên trên như này. Độ khoảng 3 lần như vậy thì toàn thân mình nó sẽ ấm luôn. Không những là nó làm ấm dọc cột sống, nó đẩy hết cái hàn ra ngoài, mà nó làm ấm và làm khô cả quần áo. Như vậy nó rất là sạch sẽ và vệ sinh. Và không những mà sấy tại cái vùng này, mà lúc đấy mà đầu tóc mình ấy mà đang ướt thì mình cũng sấy luôn. Sấy luôn cả hai cái vùng gáy này luôn, để phòng chống cái bệnh là co cứng cổ vai gáy. Nhất là gì? Những cái người mà bị co cứng cổ vai gáy ấy, thì tắm mà nước lạnh sau đó ra bên ngoài lại trời thời tiết lạnh vào nữa thì cái bệnh co cứng cổ vai gáy nó càng nghiêm trọng hơn. Thì ngay lúc này mình dùng máy sấy, mình sấy hai bên này thì nó sẽ dùng hơi nóng mà nó làm giãn ra, và mình sẽ không sợ bị cái chứng co cứng cổ vai gáy nữa. Sấy hết vùng này rồi, sấy hết cả vùng tóc rồi, mình có thể sấy khắp quần áo để làm cho nó làm ấm quần áo lên. Đó. Và nếu các bạn cần thiết nữa có thể sấy một vài chỗ khác nữa, mà có thể sấy cả một chỗ mà không nói được ở đây. Đấy là tùy mình thích sấy chỗ nào, đấy là việc của mình, đúng không nào? Đấy, sấy làm cho nó ấm hết toàn bộ quần áo, toàn bộ cái vùng lưng đi thì mình hoàn toàn ấm, và mình ngay lập tức lúc đấy mình sẽ ấm luôn, và mình sẽ lần sau mình sẽ không sợ tắm nữa. À, một chiêu đấy thôi là dùng máy sấy tóc. À, vâng, chào chị Thủy Nguyễn. Thế đây ai có ý kiến thì hay hơn không, hay là ai có kinh nghiệm gì về cái không sợ tắm không? Không sợ tắm về mùa đông không? Đấy là mình vừa chia sẻ xong cái cách mà tắm mà về mùa đông mà không sợ. Đấy thì các bạn cứ yên tâm mà làm nhá. Lúc đấy cũng có thể sấy tay, lòng bàn tay, sấy lòng bàn chân để cho nó ấm lên mà không sợ bị lạnh tay lạnh chân nữa. Đúng rồi, sấy cả hai lòng bàn tay, cả hai lòng bàn chân. Khi nó ấm lòng bàn tay, ấm lòng bàn chân rồi thì lúc đấy mình có thể đi tất vào, có thể thoải mái mà không sợ nữa. Thì các bạn cứ thế làm mà nó rất là đơn giản thôi, không có gì cả. Rồi, anh ơi, xoang mà do lệch vách ngăn thì chữa thế nào? Ngôi nhà hạnh phúc ơi, cái xoang mà lệch vách ngăn ấy thì nó khó hơn là cái thông thường. Tuy nhiên thì mình vẫn làm được. Ví dụ mình vẫn dùng cái ống hơ này, mình hơ và cái ví dụ xoang mà nó lệch về bên này nhiều hơn này thì mình sẽ hơ cái bên mà nó không lệch nhiều hơn. Tại vì khi mình dùng nhiệt mình hơ cái bên không lệch này này, nó sẽ nhiệt cái nóng ấy thì theo như diện chẩn là dương nó tụ vào, âm nó tán ra. Hơ bên này thì nó sẽ làm co bên này và nó kéo cái vách ngăn sang bên kia. Và ví dụ nó lệch sang bên này thì mình sẽ dùng cả cái lăn sừng mình đẩy bên này nữa. Tóm lại là gì? Em cứ dùng điếu ngải này, em hơ cả hai bên, hơ tại chỗ như cái cách chữa xoang mà nãy hướng dẫn là được, mà không sợ gì cả. Minh Phương Bùi, mình vẫn làm như vậy khi tắm xong, sấy khắp người cũng tốt. Cảm ơn bạn Minh Phương Bùi. Diễm Thương, các bé đi học buổi sáng trời lạnh thì thế nào hả thầy? Anh cũng không hiểu là em hỏi câu hỏi cụ thể như nào. Tức là các bé đi học buổi sáng mà sợ lạnh à? Sợ lạnh thì em nếu mà muốn cho các bé ấm lên thì em có thể đánh cái bài 6 vùng như mà anh hướng dẫn ở đầu video ấy. Bắt đầu chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì đánh 6 vùng để nó làm ấm cơ thể lên, hoặc là bản thân mình cũng thế. Mà chuẩn bị muốn bước ra khỏi nhà thì dùng ngay cây sao chổi này. Dùng cây sao chổi để đánh 6 vùng cho mình ấy. Đánh 6 vùng cho mình thì nó cũng làm ấm người.
Trước khi ra khỏi nhà vào mùa đông, sợ rét mùa đông thì dùng sao chổi đánh sau vùng, nó sẽ làm ấm người và ra ngoài sẽ không sợ lạnh. Đương nhiên thì vẫn phải mặc áo ấm rồi. Ngọc Sơn Trần, nếu sợ tắm quá thì thôi không tắm nữa ạ. Ừ thì em cứ đừng tắm nữa nhá Sơn Trần nhá, rồi vợ nó đuổi ra khỏi nhà. Thầy ơi, hướng dẫn chữa viêm mũi dị ứng khi thời tiết trở lạnh đi thầy. À Trang Hiếp ơi, em vẫn là đánh sáo vùng, rồi em hơ ngải cứu như vừa nãy thầy hướng dẫn. Nếu mà em làm những cái thứ đó đi, nếu mà biết huyệt nữa thì em sẽ bấm thêm bộ tiêu viêm giải độc nữa nhá. Nếu em mà bị dị ứng thời tiết thì bấm thêm bộ tiêu viêm giải độc của Diện Trần nữa. Thì cái huyệt thì anh sẽ hướng dẫn ở một phần khác nhé. Còn bây giờ em cứ đánh sáo vùng sau dùng ống hơ ngải này, hơ tại những cái vùng dị ứng này trước đi đã, rồi mình sẽ tính tiếp. Rồi khi nào mà lạnh quá thì em hãy lấy máy sấy tóc ấy, sấy dọc cái sống lưng này. Nếu mà sáng mai ra mà lạnh mà dị ứng ấy, mà nước mũi chảy ra nhiều mà cảm thấy lạnh ấy, dùng máy sấy tóc sấy dọc cột sống lưng từ mõm cụt đến chân tóc để làm ấm người, thì lúc đấy thì cái cơn dị ứng nó sẽ giảm dần đi nhé. À, chị Tô Lịch Nguyễn cho mình xin điện thoại của bạn vì mình làm bên mầm non, rất muốn giới thiệu bạn với các bậc phụ huynh để chữa bệnh cho các con. À, có gì thì chị cứ chat qua Facebook nhá, chị Tô Lịch Nguyễn nhá. Thầy ơi, mỗi tuần thầy livestream một lần thầy nhé. À, cảm ơn Hường Thu rất là nhiều, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video hướng dẫn của mình và theo dõi trực tiếp những video này. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. À, thì mọi người yêu cầu là một tuần livestream có nhiều quá không nhỉ? Có nhiều không mọi người? Mọi người cho ý kiến. Thì thực ra thì mình cũng rất là bận, ví dụ như hôm qua nay là thứ bảy chủ nhật này, mình đi dạy cả ngày. Mình đi dạy cả ngày thì mình chỉ tranh thủ được cái buổi tối thứ bảy chủ nhật này thôi. Còn buổi tối các ngày trong tuần thì mình cũng dạy học từ 6 rưỡi tận 9 rưỡi rồi, thì lúc đấy bận quá. Thì mình cũng đang suy nghĩ là sẽ dành ra cái buổi tối của cái thứ bảy chủ nhật nào đó của một tháng ấy, thì mình sẽ dành ra một buổi để chia sẻ với các bạn. Thì có thể 2 tuần một buổi, là có thể 3 tuần một buổi đấy, thì mình xem là cái nhu cầu của các bạn cần nhiều thì mình sẽ hướng dẫn nhiều. À Tuyết Trần, em nghĩ thở đường dương cũng tốt, cảm ơn em. Thì đúng rồi, những người mà đã biết âm dương khí công ấy, mà các bạn bị xoang này, bị viêm mũi dị ứng này, rồi các bạn mà sợ tắm vào mùa đông hoặc chuẩn bị đi ra ngoài này, các bạn hoàn toàn có thể thở đường dương nhé. Thì mình có thể vài đường dương, có người thì 5 đến 6 đường, nhưng mình thì mình chỉ cần thở khoảng vài đường, khoảng 3 đường là mình đã cảm thấy ổn rồi. Đấy là dành cho những người đã biết học Diện Trần và đã biết đường dương. À, Vũ Tràng Sâm, hôm nay là chủ đề về các bệnh phòng chống bệnh mùa đông em ạ. Viêm xoang và sợ lạnh. À, chữa viêm họng do lạnh. Ok, Hiền Lương. À, em nhắc anh mới nhớ. Rồi, giờ anh sẽ hướng dẫn. Xin phép mọi người mình uống cốc nước nhá. Hôm nay mình đi giảng bài từ sáng đến giờ. À, giảng khoảng hơn 6 tiếng, bây giờ thêm 1 tiếng nữa là 7 tiếng. À, nhiệt lưỡi à, thêm Nghĩa ơi. Thì hướng dẫn thêm một cái nhỏ nhỏ là nhiệt lưỡi em này. Thì khi đánh 6 vùng ấy, em đừng đánh đầu dương nữa mà em đánh đầu âm thôi. Nhiệt lưỡi thì em dùng đá. Em dùng cục nước đá này. Em đáp áp vào vùng này này. Lấy cục nước đá trong tủ lạnh cho vào túi ni lông, sau đó áp vào cái vùng này, áp vào lạnh quá không chịu được nhấc ra, sau đó em áp tiếp vào lạnh quá không chịu được em nhấc ra, sau đó áp tiếp vào lạnh quá không chịu được nhấc ra, áp 3 lần liên tiếp như vậy, rồi em áp tại vùng này này, sau đó em áp cả cái vùng này nữa này, em áp cả vùng này nữa này, dưới tai này em này, và cả vùng này nữa, đấy là vùng số 2. Rồi tiếp theo này. Em áp vào cái vùng kẽ các ngón tay này. Kẽ các ngón tay, đấy. Kẽ các ngón tay nhá. Thì em áp như vậy một ngày 3 lần ấy. Thì cái cơn nhiệt lưỡi nó sẽ qua rất là nhanh em ạ, chỉ cần áp khoảng ngày 3 lần như vậy là được nhá. Đánh 6 vùng có đánh được cho người huyết áp cao không không thầy? Đánh được em ạ, nhưng mà em dùng đầu âm nhá. À, Thủy Tiên Ngô, thầy ơi khi nào đánh dầu đầu 3, khi nào đánh đầu 1? À, Thủy Tiên Ngô ơi, cái đầu 3 này là đầu âm này, chuyên dùng cho những người nhiệt này. Đầu 1 này là chuyên dùng cho những người huyết áp thấp, người sợ lạnh này. Đấy, thì người sợ lạnh em dùng đầu này, còn cái người nhiệt thì em dùng đầu này. Còn người bình thường thì em kết hợp cả hai đầu với nhau nhé.
Bạn Diễm Thương hỏi là vậy trước khi đi ra ngoài mình cũng dùng máy sấy nóng cột sống luôn được không thầy? Hoàn toàn có thể được em ạ. Em hay bị đau đầu gây chấn thủy, gây đau đầu và nửa đầu, thầy chỉ giúp em. Thì Ngọc Trần em có thể dùng cái cây cào to vừa nãy em cào khắp đầu là nó cũng giảm bớt đi. Không nhiều, tối chủ nhật hàng tuần đi ạ. Không nhiều đâu ạ, chỉ sợ thầy bận thôi. Em bị đau mắt đỏ, có cách gì không thầy? Bầu xanh long lanh ơi, em chữa đau mắt đỏ dễ lắm. Em cũng nguyên tắc là em lấy cục nước đá em cho vào túi ni lông ấy, sau đó em áp lên vùng miệng này, áp lên miệng, không chịu được nữa thì em lại bỏ ra, sau đó em lại cho lấy túi ni lông áp vào vùng miệng này, không chịu được nữa thì em lại bỏ ra. Em áp như vậy khoảng 3-5 lần một ngày, độ khoảng 3-5 buổi như vậy thì cái đau mắt đỏ này nó qua rất là nhanh. Thì anh đã hướng dẫn rất nhiều người chữa đau mắt đỏ này rồi và hoàn toàn thành công, em cứ làm thế nhá. Rồi để mình xem này. Thầy ơi em hay bị đau nhức lúc ngồi lâu hoặc đứng lâu, bị thoát vị đĩa đệm, em nhờ thầy ạ. Chị Kim Duyên ơi, cái chủ đề về xương khớp thì em sẽ hướng dẫn trong một cái buổi sắp tới nhé. Em bị táo nhưng sợ lạnh, mùa hè cũng thấy lạnh, dùng sao chổi thế nào được thầy ơi? Minh Phương Bùi thì em hoàn toàn có thể dùng sao chổi này. Sao chổi này dùng cái đầu dương này để em đánh này. Đấy, đánh này. Thì cái mùa hè mà em cũng thấy lạnh ấy, thì thầy nghĩ rằng ấy, em là cái hàn nó nhập sâu vào trong người từ nhiều năm rồi. Thì ở trong diện chẩn nó có bài là hơi nhâm đốc ấy. Thì em dùng cái ống hơ ngải này. Dùng ống hơ ngải này. Thì em sẽ hơ dọc theo mạch nhâm đốc. Em sẽ hơ từ cái đằng này, từ cái huyệt 19 này xuống cổ này. Đấy, xuống dọc theo cái đường trước ngực này, xuống tận bụng, xuống tận xương mu. Sau đó em sẽ hơ tận từ cái mõm cùng cụt này. Hơi chậm chậm đến chỗ nào hút nóng em dừng lại chỗ đấy 3 lần. Dừng lại chỗ đó 3 lần. Xem em cứ hơi chậm chậm như vậy, hơi chậm chậm đến tận đến chẩm gáy như này. Đấy. Thì một ngày em hơ khoảng 1 lần như vậy. Một tuần em có thể hơ khoảng 2 lần như vậy, 3 lần như vậy. Thì cái hơ này nó sẽ chữa cho những người bị cảm lâu ngày rất là tốt. Thì em làm cái hơi nhâm đốc này nhá. Nguyễn Tri Phương, anh ơi thoát vị đĩa đệm như thế nào? Thì cái về chữa xương khớp thì mình sẽ trả lời trong một cái dịp tiếp theo nhé. Mi Quyên, thầy ơi em hay bị nhiệt nhưng khi biết diện chẩn em bấm bộ tiêu giải độc nên giờ em không bị nữa. À, bạn Mi Quyên chia sẻ rất hay, cảm ơn em đã tin và dùng diện chẩn. Thì bạn Mi Quyên có chia sẻ là bạn hay bị nhiệt miệng nhưng mà bạn bấm bộ tiêu viêm giải độc thì nên là giờ đã không bị nữa. Một cách nữa nếu bị nhiệt miệng, nếu mà bạn nào biết huyệt thì có thể bấm bộ bộ dáng diện chẩn. Thì các bộ huyệt ý, thì mình không hướng dẫn ở đây, mình sẽ hướng dẫn trong một cái buổi tiếp theo. Còn ai mà cần biết bộ huyệt, các bạn chỉ cần lên Google các bạn gõ là bộ dáng diện chẩn hoặc là tiêu viêm giải độc diện chẩn, thêm cái từ diện chẩn thì nó sẽ hiện ra các huyệt và các hình vẽ để các bạn bấm nhé. Thì các bạn khi các bạn bấm bộ huyệt các bạn hoàn toàn yên tâm, thì khi mà mình bấm nhầm ý, thì nó cũng không có hề gây hại gì đâu. À, lẹo mắt chữa dễ lắm Thủy Tiên Ngô ơi. Thì có gì thì chat với anh trong một cái Messenger nhé, thì anh sẽ trả lời riêng. Mùa đông da mà da nổi như da gà có cách gì không? À Trương Thái, em cũng có thể đánh cái 6 vùng này này. Đánh 6 vùng. Đó, đánh 6 vùng và em có thể cào cái vùng tam giác gan này, này. Tam giác gan là cái vùng bên cánh mũi phải đây này. Tam giác gan. Đó, đánh 6 vùng là bước thứ nhất, bước thứ hai cào vùng tam giác gan. Bước thứ ba là gì? Bước thứ ba em có thể bấm bộ tiêu viêm giải độc, nếu mà biết biết huyệt, không biết thì em cũng chỉ cần cào vùng gan này là được rồi. Đó. Sao chổi mua ở đâu Thủy Nguyễn? Em hoàn toàn có thể lên trên mạng tìm mua, hoặc là em có thể comment ở đây, hoặc là em vào cái trang dụng cụ diện chẩn.vn thì ở đấy đều có nhé. Thầy ơi em bị lên hai chắp mí trên, em đã dán cao bộ tiêu viêm và tại vị trí mắt nhưng vẫn chưa tan hết, vẫn còn một chắp nữa, em nên làm như thế nào hết? Cảm ơn thầy. Thế thì em tiếp tục em dán bộ tiêu viêm em ạ, và
dán một bên mắt, dán một cái miếng cao lên chỗ chắp lên nữa, tiếp tục dán bộ tiêu viêm. Và thỉnh thoảng em có thể dán cái bộ tiêu viêm giải độc nhé, tiêu viêm giải độc. Thầy ơi, chị Quyên Phạm Kim, thầy ơi sợ lạnh hơ mạch nhâm đốc hàng ngày có giải được hàn không thầy? À chị Quyên ơi, hoàn toàn chị có thể giải được hàn chứ. Hơ nhâm đốc nó sẽ rất là hay và nó sẽ trừ hàn tận từ bên trong ra bên ngoài, rất là tốt. Chị tiếp tục hơ nhâm đốc nhé. À, thêm Nguyễn, tìm huyệt khó lắm thầy ơi. Thì cái này trong các video tiếp theo có dịp thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tìm huyệt nhé. Bây giờ mình sẽ làm những cái đơn giản trước mà chưa cần gì đến huyệt. À, viêm gan B. Viêm gan B thì một buổi nào đó thì mình sẽ hướng dẫn riêng nhé. À, Vũ Tràng Sâm, anh Hội ơi, người hay bị dị ứng thời tiết nổi về đây thì có cách nào không ạ? À, cái dị ứng thời tiết mà nổi về đây thì anh Tràng Sâm này thì anh vẫn đánh 6 vùng anh ạ, vẫn đánh 6 vùng như đầu video hướng dẫn. À, thứ hai nữa thì anh có thể bấm, anh có thể cào vùng gan này, cào vùng gan. Và tiếp theo anh có thể bấm bộ tiêu viêm giải độc. Thì em sẽ hướng dẫn anh cái cách bấm bộ tiêu viêm giải độc nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người luôn. Thì tiêu viêm giải độc này, thì các bạn có thể bấm này. Thứ nhất là huyệt 106 này. Đấy. Có thể rung tại cái vùng huyệt này khoảng 30 tiếng đếm hoặc ấn nhúng ở đây 1, 2, 3. Đấy. Là xong. Xong vị trí huyệt 106. Tiếp theo này, bấm vào huyệt 26 này. Huyệt 26 này. Đấy. Tiếp theo này, các bạn bấm vào huyệt 61 này. Huyệt 61 ở chỗ góc cánh mũi này. 61 góc cánh mũi này. Tiếp theo là huyệt số 3 này, thẳng từ chính giữa đầm đen xuống và số 61 sai. Số 3. À, mình đang bấm bộ tiêu viêm giải độc để trị những cái bệnh liên quan đến dị ứng thời tiết. À, liên quan đến dị ứng thời tiết nhá. Rồi ngứa nổi về đây do dị ứng thời tiết. Đầu tiên huyệt 106, huyệt 26, huyệt 61, huyệt số 3. 61 và số 3. Tiếp theo này các bạn bấm huyệt 37 này, là giữa cánh mũi sang này và chính giữa lòng đen xuống. Đây là huyệt 37 này. Rồi tiếp theo này các bạn này, các bạn bấm huyệt 50 này. Ở chân chỗ 19 này, ở chân cánh mũi sang này và chính giữa lòng đen xuống thì đây là huyệt 50. Huyệt 50 xong này các bạn bấm huyệt 41 ngay bên cạnh này, cạnh ngoài lòng đen xuống này. Tiếp theo các bạn bấm huyệt 17 này. Mép miệng lên và 63 sang chính giữa nhân trung này sang. Thì đây là 17. Rồi tiếp theo 38 thì chính giữa nhân trung sang và gặp đường pháp lệnh, đây là 38. Tiếp theo huyệt 104 này, đây là bờ lõm bụng cầm, kéo ra và chính giữa lòng đen xuống thì đây 104. Đây 104 này. Các bạn có thể rung như này 30 tiếng đếm hoặc là ấn vào đây ấn nhúng 3 cái, 1 2 3. Đấy là xong một huyệt. Tiếp theo các bạn ấn huyệt 156 này. 156 chính giữa bề dày cánh mũi kéo xuống và gặp bờ cong của cằm thì đây là 156 này. Đấy, 156 này. Đấy. Tiếp theo 235 này thì đây là 127, dưới này là 235 này. Ấn vào đây 235. Tiếp theo các bạn ấn vào đây là huyệt 87 này, 87 này. Và đây là 143 này. Chính giữa trung điểm của hai đỉnh lỗ mũi thì đây 143. Thì vừa rồi đã mình vừa hướng dẫn xong cái bấm bộ tiêu viêm giải độc để trị dị ứng thời tiết. Cách thứ nhất là gì? Đánh 6 vùng. Cách thứ hai bấm tiêu viêm giải độc. Nếu không biết bấm huyệt chỉ cần đánh 6 vùng thôi là cũng được rồi nhá. À, bạn Quyên Phạm Kim chia sẻ này. Thầy ơi, mề đay em trị cho con và 5 người nữa đã hết 1 năm rồi chưa thấy bị lại. À, chị Quyên ơi, chị chia sẻ đây cái cách làm cho mọi người cùng biết nhá. Rồi, con tôi chân tay lạnh lúc nào, tay cũng ướt mồ hôi chữa thế nào? Chị Hương Vũ, chị xem ở cái đoạn đầu của video này nhé. À, Thủy Nguyễn sao nhớ nổi thầy ơi. Thì lúc em làm ấy, em cứ xem lại cái video này là được. Đúng rồi, tiêu viêm giải độc đúng như bạn Diễm Thương vừa đưa xong. Rồi, đấy là vừa rồi mình vừa hướng dẫn cái cách mà chữa về xoang này, lạnh chân, lạnh tay và dị ứng thời tiết này. Bây giờ mình chữa thêm, hướng dẫn thêm một cái bài nữa là chữa ho này. Chữa ho thì các bạn này, các bạn sẽ sử dụng cái này. Chữa ho này, các bạn sẽ sử dụng cái chày đâm tiêu này. Đấy. Ho thì chúng ta gặp rất là nhiều đúng không? Gặp rất là nhiều. Đấy, ho này, do lạnh này.
chè đâm tiêu này, cao này. Những người huyết áp cao thì thôi mình không dùng cao nữa, mình chỉ dùng chày không thôi. Còn trừ những người huyết áp cao ra thì mình đều có thể dùng cao này, dùng chày này. Đầu tiên các bạn làm gì nào? Các bạn chấm một ít cao này. Các bạn chấm một ít cao này. Đấy, chấm ít cao như này. Sau đó các bạn chà tại vùng họng này. Đấy, đánh chà tại vùng họng. Đấy, những người mà hay bị viêm họng ấy. Thì mình các bạn biết sao không? Mình cũng hay phải nói nhiều, một ngày nói khoảng 6-7 tiếng như thế này. Thì thỉnh thoảng cái bệnh nghề nghiệp ấy, cái họng nó cũng gây ra nhiều vấn đề. Thế thì mình cứ dùng cái chày này nó trơn này, mình chà tại cái vùng này. Đấy. Thì nó sẽ làm nóng cái vùng này lên, tác dụng tại chỗ đấy, thì nó nóng rất nhanh, và chỉ riêng động tác này thôi thì mình đã thấy dễ chịu và sẽ giảm cơn ho rất là nhanh. Đấy. Thứ nhất là tại chỗ, thứ hai là cứ đánh sang lân cận xung quanh vùng này, một tại chỗ, hai lân cận này. Thứ ba này các bạn này, các bạn vẫn chấm một ít dầu này, chấm một ít dầu này, sau đó các bạn là gì, chà vào cái vùng gáy này, đối xứng với vùng họng này, chà vào hai bên cột sống đối xứng với vùng họng đây là đằng sau. Đấy. Các bạn chỉ chà độ khoảng 50 đến khoảng 70 cái thôi. Chà 50 đến 70 cái vùng cột sống này. Thì đồng thời vùng cột sống này nó sẽ nóng lên. Cột sống này nó sẽ nóng lên này. Nó đối xứng ra đằng trước. Đấy. Là cái vùng thứ hai. Vùng thứ ba này các bạn này. Các bạn vẫn bôi dầu cao này. Các bạn chà vùng nào này? Các bạn chà vùng hai bên sống mũi này. Đấy. Chà hai bên sống mũi. Đấy. Cũng khoảng 30 đến 50 tiếng đếm, chà hai bên này. Đó. Vùng thứ ba. Rồi cái vùng thứ tư này, cái vùng này này. Vùng thứ tư này thì các bạn cũng chấm một ít dầu cao, sau đó các bạn chà vào cái vùng này. Thì cái cách này á, cách này Thu Bùi ơi, cách này em cũng có thể chữa cho họng hạt và ngứa họng luôn này. Tất cả những cái vấn đề ở họng này mình đều làm theo cách này. Thứ nhất là chà tại họng, thứ hai là chà vùng gáy sau họng này, hai bên cột sống cổ sau họng, thứ ba là hai vùng này, thứ tư là cái vùng này, và thứ năm này, thứ năm chà vẫn là bôi một ít dầu cao, chà tại cái vùng này. Đấy, chà vùng này mình sẽ chà như này độ khoảng 40-50 tiếng đếm, thì cái vùng này nó sẽ nóng lên. Chà hai cái vùng dưới dái tai, dưới hai dái tai. Đấy. Rồi tiếp theo này, đây nữa này, ở đây nữa này. Đấy. Đây này này. Các bạn mỹ nhân Oxy ơi, mình đang chữa viêm họng đấy. Tiếp theo mình sẽ bôi cao vào cái vùng này. Đấy. Rồi các bạn biết sao không? Mình sẽ nắm tay vào, mình chà như này để chữa viêm họng. Thế thì các bạn có thể thực hiện tất cả bằng này bước, hoặc các bạn nhớ ra được bước nào các bạn thực hiện lúc đó. Ví dụ mình đang đau họng mà mình chỉ nhớ ra cái động tác là xoa cái vùng cổ tay này này, thì cũng chỉ cần xoa vùng cổ tay này thôi. Còn nếu mà nhớ mà làm được bài bản như này ấy, thì nó sẽ kết quả là sẽ cao nhất. Được chưa nào? Đấy, thì Diễm Thương ơi, nếu bé mà không ho mà giọng cứ khàn khàn, em cũng có thể hoàn toàn làm như thế này được. Cái này chữa chung cho các bệnh liên quan đến họng. Ví dụ đau họng này, viêm amidan này, viêm họng này, khàn tiếng này, vân vân này. Thì các bạn đều làm như thế này nhé. Mình nhắc lại này. Bước thứ nhất, chà tại vùng này. Bước thứ hai, chà vùng cột sống cổ. Bước thứ ba, chà hai bên sống mũi. Bước thứ năm, chà tại vùng chỗ lõm nhất của sống mũi. Bước thứ sáu, chà tại cái vùng dưới dây tai. Bước thứ bảy là chà vùng này, cổ tay. Đó, chà vùng cổ tay này. Đó, thì không biết là các bạn còn những câu hỏi gì nữa không? Anh Hội ơi, em với nhiều người bị xoa khổ lắm anh ơi. Cứ ngạt mũi với chảy nước mũi suốt thôi. Hắt xì cái là sau đó nước mũi trào ra. Anh chỉ cho mọi người cách chữa viêm xoang với ạ. Vũ Tràng Sâm ơi, em xem lại cái đoạn đầu video nhé. Anh đã vừa hướng dẫn xong rồi. Anh vừa hướng dẫn chữa viêm xoang ở cái đoạn đầu xong rồi. Phương Vi, anh ơi, bé đang sốt mà có bôi dầu cao được không? Phương Vi ơi, anh hướng dẫn em cái cách mà dùng 6 vùng để hạ sốt này. Bây giờ cháu mà đang sốt ấy, thì ưu tiên là gì? Ưu tiên phải hạ sốt cái đã. Còn chữa viêm họng thì tính sau. Đang sốt thì mình sẽ không dùng dầu cao nhé. Em lưu ý là đang sốt không dùng dầu cao. Mà lúc con đang sốt ấy, thì em hãy dùng cái thằng sao chổi này. Em dùng cái đầu ba này. Em có thể đánh 6 vùng hoặc 8 vùng. Thôi mình cứ dùng 6 vùng cho dễ. Em đánh 6 vùng thì em đánh từ trên xuống dưới như này. Đây vùng thứ nhất này. Khoảng 30 cái. Đây vùng thứ hai cũng 30 cái. Mình dùng đầu 3 cây sao chổi là đầu âm để hạ sốt cho bé. Và em đánh như này. 30 cái nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi 30 cái. Rồi đây cũng từ trên xuống dưới 30 đến 50 cái đều được. Từ trên xuống dưới. Đánh hai bên đường pháp lệnh này từ trên xuống dưới. Và hai bên này nữa.
và cái vùng này nữa. Thì em cứ đánh như vậy khoảng 1 tiếng em đánh một lần để hạ sốt cho con. Đồng thời trong diện trần còn có những cái dụng cụ như thế này. Có lăn đinh này, lăn đồng này, thì em lăn khắp mặt cho cháu. Lăn khắp mặt cho cháu như vậy, đồng thời có thể lăn dọc hai bên cột sống từ trên xuống dưới. Thì cái cách này ấy, nó hạ sốt rất là nhanh em ạ. Mà em làm rất là nhẹ nhàng thì cháu nó hạ sốt rất là nhanh. Chúc em thành công nhé. Rồi Vũ Tràng Sâm, dạ vâng em cảm ơn anh ạ. Gieo điều tốt thì anh sẽ được nhiều điều tốt đẹp cho anh và gia đình ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn em Sâm đã động viên anh. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo video từ nãy đến giờ. Có rất là nhiều câu hỏi của mọi người thì mình sẽ trả lời ở trong những cái video có chủ đề thích hợp. Còn video này mình đang ở chủ đề là chữa các bệnh về mùa đông, viêm xoang, lạnh tay, lạnh chân, rồi ho. Như vậy vừa rồi mình đã vừa hướng dẫn mọi người cách chữa ho rồi đồng thời khàn tiếng, vân vân, các bệnh liên quan đến vùng họng là mình sẽ làm như vừa rồi. Đấy. Còn nếu mà các bạn mà đã biết diện trần rồi, biết huyệt rồi, các bạn có thể bấm thêm bộ tiêu viêm song phản chiếu họng là 8, 12, 20, 14, 275, 277 ở những cái vùng này. Huyền Thanh Nguyễn, lăn đinh thay bằng lăn đồng được không? Rất tốt em ơi, em hoàn toàn có thể dùng bằng lăn đồng để hạ sốt cho con em ạ. Em hoàn toàn có thể làm như thế được. Thì cái chiêu mà mình hướng dẫn mọi người chữa lạnh chân vừa nãy hoàn toàn là gì? Hoàn toàn là có thể là chữa cả ho được. Chữa cả ho được. Thế thì bây giờ mình hướng dẫn thêm, bổ sung cho cách chữa ho này. Mình làm 7 bước như vừa nãy rồi. Nhưng mà nếu mà sờ vào chân các cháu lạnh ấy, thì các bạn có thể làm cái bài lạnh chân vừa nãy. Tuy nhiên mình có thể bổ sung thêm bằng cách này này. Nếu mà chân của các cháu mà lạnh ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể dùng ống hơ này, hơ khắp cả cái vùng này. Đấy, hơ khắp, làm ấm cái vùng này lên này. Làm ấm cái vùng này lên của các cháu. Nếu mà các con nhỏ ấy, mà đang ho mà sờ chân thấy lạnh ấy, thì các bạn hơ ấm cả cái vùng này lên, thì đảm bảo cái chân nó ấm lên thì đồng thời cũng hết ho luôn. Hơ cả cái vùng này, hơ khắp cái vùng này xuống này, lửa cái vùng chân này, lửa vùng chân. Thì theo như đông y là gì, cái chỗ hõm này là huyệt dũng tuyền, chữa ho rất tốt. Mình thì cả cái vùng này mình không biết dũng tuyền là gì, mình chỉ biết cả cái vùng này theo diện trần là phản chiếu của lá phổi. Thế thì mình hơ cả chân, vừa làm ấm chân vừa làm ấm hộ phổi, thì đồng thời là gì, các cháu sẽ qua cơn ho rất là nhanh. Thế thì mình sẽ hơ cả hai bàn chân. Cả hai bàn chân, nếu mà sờ vào chân các cháu mà thấy lạnh, thêm một cách nữa là làm ấm bàn chân. Hà Trinh, thầy muốn học diện trần ở Nha Trang thì sao? Thì em có thể liên hệ với anh Dậu Vũ Đình ở Nha Trang nhé. Vũ Đình Dậu ở Nha Trang. Bạn Nguyễn Thị Linh chia sẻ, hay quá, con em mới sốt hôm trước, em không biết lại lấy đầu dương đánh, lần tới sẽ làm tốt. Ok em. Hoàng Yến, mẹ em hay bị ngứa chân từ đầu gối đến mắt cá khi đến mà hanh khô này, khi đến mùa hanh khô này thì phải làm sao? Thì nếu mà bị ngứa này, em này, ngứa thì em có thể đánh sáu vùng hoặc là bấm bộ tiêm giải độc. Còn nếu chưa biết cái đó thì em hoàn toàn có thể sử dụng cái điếu ngải cứu này. Sử dụng điếu ngải cứu này để em hơ tại cái vùng ngứa. Thì điếu ngải cứu này rất mạnh, hôm nay anh vừa giảng trên lớp rồi. Thì bị zona thần kinh này, kiến ba khoang đốt này, bị nấm này, vân vân. Tất cả những bệnh ngoài da chỉ cần sử dụng điếu ngải cứu này thì hơ ngay một lần đầu tiên thì cái cơn ngứa nó qua rất nhanh và nó khỏi rất nhanh. Thì em hãy dùng điếu ngải này, hơ đâu em nóng ngứa ở đâu thì em sẽ hơ ở đó nhá, thì đảm bảo cái ngứa nó sẽ khỏi luôn. Đấy, chúc em thành công. Bạn Vũ Tràng Sâm, anh nhớ lưu lại video để mọi người xem lại nhé anh ơi. Ok em, anh phát trực tiếp xong rồi anh sẽ lưu lại trên cái trang Facebook của anh, thì em cứ thoải mái xem lại nhá. Sốt mà chân lạnh thì sao? Bạn Nguyễn Thiên Linh, cảm ơn em đã đặt câu hỏi này, anh quên mất. Nếu mà sốt mà chân lạnh ấy, câu hỏi này rất là hay và rất thú vị. Sốt mà chân lạnh thì mình sẽ phải làm gì nào? Đó, mọi người, sốt mà chân lạnh mình sẽ phải làm gì? Nếu mà sốt mà sờ chân hoặc sờ tay lạnh ấy, thì mình sẽ lấy gì nào? Lấy máy sấy tóc, bật số nóng lên, bật số ấm lên, sấy làm cho nó ấm bàn chân, ấm bàn tay. Thì ngay sau khi bàn chân và bàn tay nó ấm ấy, thì nó sẽ đồng thời, cái cơn sốt nó sẽ hạ dần, giảm dần. Bài này rất là hay. Kể cả là sốt rét nữa nhá. Sốt rét, người run cầm cập mà đắp chăn ấy, đắp chăn, mấy cái chăn mà vẫn cứ lạnh, mà phải một người nữa lên nằm ôm hoặc là nằm bên bếp sưởi mà vẫn cứ lạnh thì sao? Lấy ngay mấy sấy tóc, sấy
ấm vùng chân, ấm vùng tay lên thì lập tức cái cơn sốt nó sẽ giảm dần và người ta không bị rét run nữa. Thì bài này rất là hay. Tuy nhiên mình sấy là với trường hợp là chân tay lạnh thôi nhá, còn với trường hợp mà chân tay nóng rồi, ấm rồi thì chớ dại mà dùng máy sấy mà sấy nhá các bạn nhá, chớ có dại dùng máy sấy mà sấy. Với nguyên tắc là gì? Người ta đang hàn ở đâu, đang lạnh ở đâu thì mình sẽ làm ấm ở đó. Còn ở chỗ nào, ví dụ trên mặt người ta đang nhiệt ý, thì mình phải giải tỏa chỗ nhiệt đấy đi. Ví dụ chỗ mặt mà người ta đang nhiệt, đang sốt 39 độ mà mình lại đem ngải cứu đem cao vào thì không khác gì đổ dầu vào lửa nhá. Còn đối với chân, bàn tay người ta đang băng giá thì mình làm cho ấm chân tay thì nó sẽ kéo nhiệt cho cơ thể toàn bộ, nó sẽ điều hòa xuống và nó sẽ hạ nhiệt độ xuống. Đấy, đấy là cách mà như em vừa hỏi cái câu hỏi rất là hay, mà sốt mà chân tay lạnh thì phải làm ấm chân tay bằng mấy sợi tóc. Thì có người hỏi rằng anh ơi, nếu mà lúc đó dùng điếu ngải cứu này thì có làm được không? Dùng điếu ngải cứu cũng được, tuy nhiên là gì? Dùng cái máy sấy tóc ấy, thì nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn nhá, tác dụng nó nhanh hơn. Đấy, là dùng điếu ngải cứu trong những cái trường hợp cấp bách. Ok, rồi. Mi Quyên: thầy ơi, em đang bị dị ứng hải sản, ngứa khắp mặt mà không có tài liệu bên cạnh, thầy giúp em phác đồ với ạ, em cảm ơn. Mi Quyên ơi, em bị ngứa hải sản ý, thì trước tiên em đánh 6 vùng. Sau đó em bấm cái bộ tiêu viêm giải độc. Vừa nãy anh có hướng dẫn bấm bộ tiêu viêm giải độc ở trên mặt rồi, thì tí nữa em xem lại video ở cái đoạn đầu nhá, ở cái đoạn giữa ấy, là em sẽ thấy là anh đang hướng dẫn bộ tiêu viêm giải độc ở đấy. Thì em cứ ngày em cứ làm bấm bộ tiêu viêm giải độc và đánh 6 vùng độ khoảng 2 tiếng một lần nhá em nhá, 2 tiếng một lần. Hương Vũ: Hải Phòng có lớp học không thầy? Hương Vũ ơi, ở Hải Phòng thì em có thể liên hệ là cô Nguyễn Thị Quốc Khánh hoặc bạn là Nguyễn Thị Ngọc Anh. Bạn em cứ lên Facebook em search cộng thêm chữ Diện Trần nữa sẽ tìm được các thầy cô ở đấy. Con em vừa trải qua sốt mà chân tay lạnh, bầu xanh long lanh, em làm như anh hướng dẫn vừa nãy nhá, làm ấm chân tay lên là được. Nguyên Ngọc có chia sẻ: đúng rồi, em cũng chữa bằng điếu ngải cứu cho các bạn bị dị ứng mề đay trị rất nhanh. Cảm ơn em đã chia sẻ. Lương Anh bị thầy cho hỏi bị sổ mũi làm thế nào, thì chị cứ làm đánh 6 vùng và có thể dùng cái này để hơ tại cái vùng mũi, xong rồi hơ cái vùng giữa trán này từ cái vùng huyệt 26 lên trên này, hoặc là gì, sổ mũi này nếu mà không có ống hơ, nếu thấy phức tạp quá thì dùng tay xoa nóng tay này chị này, sau đó mình đẩy như này lên độ khoảng 100 cái đến 200 cái, đẩy vùng này đấy, khoảng 1 đến 200 cái này, sau đó xoa nóng tay, xoa nóng cái vùng mũi, vùng trước tai và sau tai này, thì nó cũng chữa về cái sổ mũi và đau họng cũng rất nhanh nhá chị nhá. Đây là một cách để mà mình chưa cần dùng đến ống hơ, chưa cần dùng đến huyệt, xoa nóng hai cái vùng tai này, đẩy vùng này lên thì nó cũng làm giảm sổ mũi cũng tốt đấy. Chị Tô Lịch Nguyễn hỏi là ở Hà Nội muốn học Diện Trần thì học ở đâu ạ? Chị theo dõi trên Facebook của em nhé, thì em sẽ nhắn cho chị cái lịch học. Mà cái lịch học mới nhất của em là ngày mùng 3 tháng 11, khai giảng vào đầu tháng chị ạ. Bắc Linh: có ai dạy Diện Trần hoặc chữa bằng Diện Trần không ạ? Thành Lương ơi, thì ở Bắc Linh thì mình chưa biết là có ai về đấy dạy không. Thì mới đợt vừa rồi thì anh mới có về Bắc Giang dạy thôi em ạ. Thì hiện tại anh đang dạy ở Hà Nội và Bắc Giang. Hà Nội thì mùng 3 tháng 7 thì có lớp mới, còn ở Bắc Giang thì là mùng 1 tháng 12 em nhé. Em hay bị dị ứng thời tiết Nguyễn Hoa, thì em hãy bấm gạch 6 vùng và bấm bộ tiêu viêm giải độc như anh hướng dẫn ở giữa video nhé. Bầu xanh long lanh, em cũng sấy ấm chân tay thì thấy chán mát, tắt máy sấy thì lại sốt trở lại ạ. Sau đó em lại bôi cao vùng chán và lông mày theo bài cảm lạnh thì đêm hạ sốt ạ. Rồi là một cách. Hoàng Hữu Hoàng: nếu ngạt mũi thì sao hả thầy? Em cũng có thể hơ điếu ngải cứu ở hai bên này để chữa ngạt mũi nhá. Và đồng thời trên này thì em sẽ vuốt xuống như này độ khoảng 200 cái. Vuốt xuống từ ở mí tóc trán này, vuốt xuống chỗ đầu hai cung mày 200 cái. Tắc vòi trứng mình sẽ hẹn trả lời trong video tiếp theo. Tâm Tâm: trẻ em dưới 1 tuổi chảy mũi có hơ được không thầy? Thì đối với trẻ từ nhỏ, từ 2 tuổi trở xuống ấy, thì mình chỉ dùng cao này thôi. Mình có thể bôi một ít cao hoặc là mình dùng tay không mình xoa thôi. Thì mình hạn chế việc hơ ngải cứu đối với da trẻ em, tại vì trẻ em da nó còn rất là mỏng manh và dễ tổn thương. Lan Nguyễn: lớp của mình học thứ bảy chủ nhật là vào ngày mùng 3 tháng 9 nhá. Mình sẽ nhắn tin cho bạn. Quên mất là ngày mùng 3 tháng 11.
Anh ơi nghiên cứu cách mở lớp ở Bắc Ninh đi. Thì cái này thì anh sẽ nghiên cứu em nhá. Thì anh sẽ bố trí thời gian và địa điểm lớp học ở Bắc Ninh. Hiện tại thì anh mới có hai lớp ở Hà Nội và Bắc Giang thôi. Đình giỏi thời ơi, em hay bị lạnh chân tay lạnh tay và chân. Thế thì em xem video của anh đoạn đầu nhá. Hoàng Hữu Hoàng, em có vuốt nhưng chỉ được một lúc lại ngạt trở lại thầy ạ. Thế thì lúc này thì em phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi em ạ, em phải bôi ít cao hoặc là em phải hơ bằng ống hơ này rồi, hơ ống hơ. Nếu mà cách này không được thì mình lập tức mình đổi cách khác nhá. Thủy bích bị hạt sơ dây thanh có chữa được không thầy? À thì em cũng làm theo mấy cái bước 7 bước mà vừa nãy hướng dẫn đấy, là tác động tại chỗ này, xong lân cận này, xong là đánh hai vùng mũi này, đánh vùng này và đánh vùng này. Đó. Thế thì hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người những cái bệnh phổ biến của mùa đông rồi. Thì chúc tất cả mọi người là ứng dụng thành công nhá. Thỉnh thoảng mình giao lưu. Bây giờ cũng là 22 giờ 15 phút rồi, 14 phút rồi. Thì chúc tất cả mọi người ngủ ngon và giữ cho mình luôn có sức khỏe tràn trề để mình có thể làm việc và công tác tốt. Và chúc các bạn là luôn ứng dụng diện trần hiệu quả nhất cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người xung quanh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream của mình và đã hướng dẫn cổ vũ động viên và cùng trao đổi với mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người có một đêm giấc ngủ ngon. Xin cảm ơn. Cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại vào video tiếp theo nhé. Xin chào. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.